Hi, xin chào anh em. Ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một mẫu laptop ở phân khúc dưới 10 triệu đồng nữa, có tên là Lenovo IdeaPad L340. Và đây là phiên bản L340 bình thường chứ không phải phiên bản L340 gaming như anh em thường thấy. Và với 10 triệu đồng bỏ ra thì anh em sẽ nhận được những gì? Thì đầu tiên mình sẽ nói về phần thiết kế. Anh em có thể nhìn thấy ở đây toàn bộ được làm từ nhựa. Thì đây là phần nhựa bóng có đường vân kẻ, nó cũng không kiểu phay xước giống kiểu giả kim loại đâu, nó vẫn kiểu mang tính chất y hệt là nhựa thôi, không có gì cả. Và ở bên cạnh ở đây sẽ là logo của Lenovo. Và khi mình mở máy lên, anh em có thể nhìn thấy thì viền hai bên cũng không kiểu thực sự mỏng, mà trên dưới bảo dày thì cũng hơi quá. Tuy nhiên có một điểm cộng, đó chính là phần webcam ở đây. Khi anh em không sử dụng có thể đậy lại hoặc là mở ra. Trong cái bối cảnh bây giờ mà luôn luôn nhìn trộm, luôn luôn nghe lén, thì khi anh em không sử dụng webcam ấy, đậy lại thì sẽ đảm bảo được tính bảo mật cao hơn. Và đây là màn hình 15.6 inch, có độ phân giải chỉ dừng ở mức HD cộng thôi. Và tấm nền cũng không phải là IPS đâu. Tuy nhiên theo cảm quan cá nhân của mình ấy, khi mình sử dụng ấy, thì ở góc nhìn trực diện thì đương nhiên nó vẫn tốt rồi. Ở góc hai bên ấy thì ánh sáng cũng như là về hình ảnh nó chỉ thay đổi đi một chút. Chỉ có anh em nhìn từ trên xuống hay nhìn từ dưới lên ấy, thì kiểu nó vẫn thay đổi nhiều thôi. Mình thấy đây nó kiểu thuộc dạng một tấm nền TN, hàng chất lượng, kiểu hàng chất lượng hơi cao một chút, vẫn không thể bằng tấm nền của IPS rồi. Về khả năng hiển thị thì sao? Về độ chính xác màu sắc ấy, mình thấy nó chỉ ở mức gọi là trung bình thôi, phù hợp để làm việc văn phòng cũng như là giải trí thông thường. Còn lại thì nếu mà để làm đồ họa ấy, thì mình nghĩ nó sẽ kiểu không phù hợp. Nếu mà mình nói không quá ấy, thì Lenovo đã làm rất tốt trong các mẫu bàn phím ở các phiên bản hiện nay. Khi bàn phím có độ nảy tốt này, khoảng cách giữa các phím hợp lý, phím mặc dù không được ôm cong nhẹ, tuy nhiên cảm giác bấm cũng rất tốt. Và có thêm cụm phím số 5 pad giúp anh em nhập bị an toàn tốt hơn. Chỉ mỗi một điều là phím nguồn ấy thì đặt ở góc phải màn hình, đây là phím mềm, kiểu mình hay bị bấm nhầm với nút kiểu dấu trừ ấy, cũng không sao cả. Đấy chỉ là một số cái kiểu mình mới sử dụng ấy, còn anh em sử dụng lâu rồi chắc chắn sẽ thích nghi được thôi. Phần trackpad cho mình cảm giác gì ở mức trung bình, gọi là cho có thôi, nó không thực sự tốt. Mình có cảm giác kiểu di hơi rít một chút. Mình là một người da mồ hôi tay, kiểu khi mình da mồ hôi tay di nó hơi rít rít một chút. Tuy nhiên thì cũng không sao, anh em mua một mẫu chuột không dây thì cũng được, không sao cả. Rồi, chúng ta sẽ nói tiếp tục đến phần cổng kết nối đi. Ở bên cạnh trái sẽ gần như không có gì, chỉ có duy nhất một ổ khóa Kensington thôi. Còn bên cạnh phải nơi tập trung, ở đây sẽ là rắc nguồn, rắc RJ45, tức là cổng mạng LAN ấy. Đây là cổng dạng ngàm, anh em có thể nhìn thấy đây là dạng ngàm để tiết kiệm không gian. Đây là cổng HDMI, hai cổng USB Type A, một cổng USB Type C và jack audio combo. Theo như mình thấy hiện nay thì gần như tất cả các mẫu laptop ấy đều đã được trang bị cổng USB Type C rồi. Tuy nhiên thì đây không phải USB Type C Thunderbolt 3, nó chỉ là cổng USB Type C 3.1 bình thường mà thôi. Cuối cùng đó chính là phần cấu hình. Phiên bản mình đang có và sử dụng ở đây sử dụng chip Core i3-8145U với 2x4 luồng, xung nhịp tối đa đạt đến 3.9GHz, khi turbo 4GB RAM, 256GB SSD. Theo như cảm quan cá nhân của mình thì trong năm ở gần đây này, có vẻ như SSD đã trở thành một option thay thế được gần như hoàn toàn HDD rồi. Khi mà các mẫu laptop ấy đều được khởi động từ 128GB SSD và 1TB HDD, hoặc là thẳng luôn 256GB SSD hoặc 512GB SSD luôn. Rất là nhiều, chỉ từ 13 triệu đồng anh em đã có rồi. Mỗi tội có một điều hơi tiếc là RAM hơi ít, có 4GB thôi. Anh em sử dụng các nhu cầu bình thường thì có lẽ vẫn kiểu tạm chấp nhận được, bởi vì nó có SSD mà. Thì vừa rồi là bài đánh giá nhanh về mẫu laptop Lenovo L340 này. Thì link của sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video sau.